Chào bạn đến với đồ uống đầu tiên của khóa học cà phê. Chúng ta hãy cùng xem một vài bức ảnh sau đây và cùng đoán xem đồ uống đầu tiên có tên là gì. Đúng vậy, đó chính là cà phê phin. Nhưng cà phê phin là gì? Đơn giản thôi, là nước cà phê được chiết xuất ra từ dụng cụ phin. Trên tay tôi là dụng cụ phin cà phê. Phin cà phê gồm 4 bộ phận: đế phin, thân phin, miếng chặn và nắp. Trong đó, đế phin có tác dụng giữ bộ phin ở vị trí miệng cốc. Thân phin đựng bột cà phê. Miếng chặn giúp cà phê đậm đà hơn. Và cuối cùng là nắp giữ nhiệt cho cà phê bên trong. Cà phê phin là đồ uống rất quan trọng và cách làm khá phức tạp, vậy nên hãy tập trung. Tôi là Đỗ Duy, giảng viên duy nhất và là người đồng sáng lập ra Pha Chế Online. Đầu tiên, đây là nơi các chủ cửa hàng được học những công thức đồ uống, cốt thấp, lãi cao. Cà phê phin nên sử dụng cốc trong suốt có định lượng thấp. Ở đây tôi dùng cốc thủy tinh 200ml. Cà phê phin, bước 1, làm nóng dụng cụ. Tiếp đến, lau dụng cụ thật khô. Xong. Một trong những điều quan trọng nhất để có thể làm ra một ly cà phê phin ngon đó chính là nhiệt độ. Dụng cụ càng ấm thì nước cà phê chiết xuất ra càng đậm đà. Bước 2, làm ướt bột cà phê. Đầu tiên, cho 25g bột cà phê vào thân phin. Tiếp đến, dàn đều bột cà phê. Tiếp theo, thả miếng chặn vào giữa. Rót 20ml nước sôi. Đóng nắp, ủ trong 20 giây. Bước 3, chiết xuất cà phê, rót 60ml nước sôi vào thân phin. Sau 5 đến 7 phút sẽ thu được 40 cho đến 50ml nước cốt cà phê. Xong. Cà phê phin có công thức rút gọn là: cách làm rút gọn của cà phê phin. Bước 1, làm nóng dụng cụ. Tráng phin cốc qua nước sôi. Lau khô
Bước 2, làm ướt bột cà phê. Cho 25g bột cà phê vào phin. Dàn đều. Thả nắp chặn vào giữa. Rót 20ml nước sôi. Đậy nắp trong 20 giây. Bước 3, chiết xuất cà phê. Rót 60ml nước sôi. Sau 5 đến 7 phút, thu được 40 đến 50ml cà phê. Xong. Sau đây tôi muốn giới thiệu bạn một vài loại bột cà phê phổ biến và tất nhiên chúng chuyên dụng cho cà phê phin. Cuối cùng, tùy loại bột cà phê mà bạn chọn, cà phê phin sẽ có giá cốt là. Dù bạn chọn loại bột cà phê nào, hãy lưu ý là hạn chế thay đổi cà phê quá nhiều lần. Cà phê là loại đồ uống có hương vị đặc biệt. Cứ 10 người uống cà phê ở cửa hàng bạn sẽ có tầm 3 người thích hương vị cà phê đó, 7 người còn lại thì không. Nhưng 3 người này sẽ trở thành khách hàng quen thuộc, họ sẽ đi lâu dài với cửa hàng bạn. Việc của bạn là hãy giữ vững hương vị cà phê. Cứ 10 khách hàng, bạn sẽ có 3 khách hàng quen thuộc. Hãy thu thập được khách hàng quen, càng nhiều càng tốt. Chúc mừng bạn đã biết cách làm cà phê phin, nhưng với kiến thức đó vẫn chưa đủ. Trong bài học tới, tôi sẽ hướng dẫn bạn công thức đồ uống ứng dụng từ cà phê phin. Nếu bạn có thắc mắc, hãy bình luận xuống dưới để tôi chăm sóc bạn kỹ hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.